Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nhé. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận 100 token có hiệu là CPL các bạn. Token này đã list lên sàn Forraten Exchange các bạn. Mình sau khi token này về mình chở list sàn nữa thì mình sẽ giá cao thì mình sẽ bán các bạn. Để tham gia chương trình này hôm nay mình lấy phần điểm mô tả mà nó sẽ tắt để chatbot nè bạn. Rồi, bấm bấm continue. 80. Rồi đây là sàn Foray Exchange các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên là mình join group pin seller các bạn. Chương trình này gấp này kết thúc vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 nha tất cả các bạn. Rồi join vào một kênh. Bắt đầu lại. Rồi các bạn join tiếp kênh. Nào ta. Tiếp kênh channel nữa các bạn. Join vào. Rồi mới đáp lại các bạn. Rồi các bạn còn giúp nữa các bạn. Rồi các bạn join xong các bạn bấm đón các bạn. Rồi bấm đón các bạn. Rồi bấm đón các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ ra thì xe mưa bên dưới chocolate mấy xe wallet các bạn. Chương trình này góp này có vậy thôi. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Mình sẽ chép nè. Các bạn gửi lên cho bot nha các bạn. Mình dán vào các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi sau khi nó cập nhật lại dí xong các bạn sẽ đây liên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.